Xin chào mọi người, mình là Đăng ở tiệm mèo Sen đây. Đây là cái phòng mình sẽ để bọn mèo nó ở đây. Bây giờ công việc hàng ngày của mình là sẽ vào kiểm tra nhiệt độ phòng. Đây là cái nhiệt kế đây. Và xem phòng bao nhiêu độ. Úi dồi ôi, phòng bây giờ là 32 độ C. Khá là nóng. Cái nhiệt độ này là rất có hại cho mèo nha mọi người. Bây giờ thì sẽ phải bật điều hòa cho chúng nó. Là chúng nó sốc nhiệt, chúng nó lăn quay ra đấy đấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bật điều hòa cho chúng nó nha. Đấy, mình vừa bật rồi đấy. Mình luôn luôn giữ cái nhiệt độ là 28 độ C nha. Mình 28 độ rưỡi cũng không sao. Đấy. Các bạn chú ý nha. Dạo gần đây Hà Nội khá là nóng. Thời tiết nó rất là cực đoan. Ở ngoài trời phải tầm 39-40 độ. Trong phòng nếu như không bật điều hòa thì tầm phải 32-33 độ. Mấy cái nhiệt độ này này rất... Đây, như bé này đang thở đây. Nóng này, há mồm ra thở này. Đấy, các bạn chú ý nhiệt độ phòng nha. Luôn luôn để cho bọn mèo nó ở cái nhiệt độ hợp lý nhất. Úi dồi ôi. Nào. Đấy, khổ không? Lúc nào cũng phải đi can chúng nó. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bật điều hòa cho các bé. Nếu không thì các bạn để các bé ở cái nơi chỗ nào mát nhất ý. Kiểu như nhà các bạn 3 tầng thì các bạn lên để ở dưới tầng 1. Tầng 1 là cái tầng mát nhất ở trong một ngôi nhà, nên các bạn có thể mang bé xuống, tránh cho các bé ra ngoài vào lúc tầm trưa nha. Từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, và từ 12 giờ trưa đến tầm 5 giờ chiều. Cái giờ ấy là cái thời gian nắng nhất trong ngày. Các bé ra rất là dễ bị sốc nhiệt. Nhiều mình gặp nhiều trường hợp các bé bị sốc nhiệt đi, các bé kiểu bị co giật đi xong nước dãi kiểu mình nhìn mấy cảnh ấy mình sợ lắm, mình sợ các bé nhà mình bị gặp vậy lắm. Các bạn chú ý luôn luôn để cho các bé ở trong cái nhiệt độ dưới 30 độ C là cái nhiệt độ lý tưởng nhất, không bị không sợ lạnh quá, cũng không sợ nóng quá. Lạnh quá mình để tầm dưới 20 độ, 16-15 độ hay là tầm 22-24 độ ấy. Cái nhiệt độ ấy bọn mèo ấy rất là dễ bị kiểu hô hấp này, hắt xì hơi. Đấy, cứ để tầm 27-28 độ là cái nhiệt độ lý tưởng nhất nha mọi người. Đây, bật điều hòa một lúc này. Vẫn chưa mát đâu, ra xem nhiệt độ giảm chưa. Đó, nhiệt độ vẫn chưa giảm đâu. Vẫn 30, đây là 30 33 độ nha. Đến đây là 35 này. Đến đây 40 này. Đấy, 33 độ rồi. Đợi một lúc nữa xem nó có hạ xuống không nha mọi người. Đấy, lúc nào trong phòng mình cũng có một cái nhiệt kế này để kiểm tra nhiệt độ phòng này. Đấy, các bạn thấy, nhìn xong. Đấy. Đấy, bọn nó đây. Phòng thì lúc nào cũng dọn sạch sẽ cho chúng nó làm nhiều chơi. Nước thì lúc nào cũng ngày thay 2 lần để cho chúng nó uống. Đấy, đây, vẫn bật điều hòa đây. Vừa bật điều hòa vừa bật cả quạt luôn nha mọi người. Đó. Các bạn chờ một lúc xem nhiệt độ nó có giảm không nha. Mình thì thấy cái phòng nó mát hơn một chút rồi. Mát hơn lúc khi mình chưa bật điều hòa rồi. Tí xem nhiệt độ phòng bao nhiêu nha. Này, chơi mình xuống nó một chút. Đây. Ngoài trời các bạn thấy không? Nhìn qua cái rèm này nó lắng. Sợ lắm. Cái thời tiết này người ra đường còn ngất nên chứ nó chi là mèo. Đấy, bạn này là bạn lóng cái là bạn này thở luôn. Bạn này há mồm bạn thở luôn. Đây, cái chuối hạt mình mới mua đây. Con này ăn tốn quá mọi người ạ. Toàn phải ăn hạt này thôi. Cái hạt này là cái hạt rất tốt. Tại vì cái hạt này là cho chúng nó ăn thì chúng nó hạn chế bị tiêu chảy hơn này. Cái mình thấy cái hạt này con mèo nhà mình ăn hạt này là không bé nào bị đi ngoài, không bị tiêu chảy. Ăn các hạt khác là thôi ăn chửa luôn, đi ngoài phân lỏng luôn. Còn ăn cái hạt này là chưa gặp trường hợp bé nào ăn hạt này bị đi ngoài. Nhiệt độ vẫn chưa giảm nhở, buồn ghê. Mình thấy mát hơn rồi đấy, nhưng vừa nói vừa quay này cũng hơi nóng đi. Đây, mát hơn một chút rồi. Đấy.
đấy nha. Những thời trong mùa hè này các bạn chú ý nhiệt độ phòng này, hạn chế cho các bé ra ngoài trời khi trời nắng gắt nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Đó là một chút kinh nghiệm của mình chia sẻ cho mọi người. Ok, bye bye. Bye bye.